Ngày 10 tháng 9, Ủy ban Nhân dân phường Châu Phú B trao tặng quà gồm gạo và nhu yếu phẩm cho các hộ dân tham gia công tác chữa cháy xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng ngày 5 tháng 9 năm 2021 tại tổ 11 khóm Châu Thới 1, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc. Đây là việc làm mang ý nghĩa giá trị nhân văn và trách nhiệm với cộng đồng. Thời gian tới, người dân trên địa bàn phường Châu Phú B tiếp tục ủng hộ, chia sẻ, tham gia công tác phòng cháy chữa cháy tại chỗ, ở địa phương, phát huy vai trò xây dựng phong trào toàn dân, bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra.